mai ngày 21 tháng 7, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Dự báo trong kỳ điều chỉnh này, giá xăng dầu trong nước có thể sẽ tiếp tục giảm mạnh. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến gần đây tiếp tục giảm mạnh so với kỳ trước. Cụ thể, bình quân giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trên thị trường Singapore là 112,7 đô la Mỹ, giá xăng RON 95 là 117,4 đô la Mỹ một thùng. Giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore đang thấp hơn giá bán lẻ xăng trong nước khoảng 2.500 tới 3.000 đồng một lít, còn dầu diesel dầu hỏa vào khoảng từ 1.000 tới 1.500 đồng một lít. Do đó, kỳ điều hành ngày 21 tháng 7, giá xăng có thể giảm tương ứng khoảng 2.500 tới 3.000 đồng một lít, còn dầu diesel cũng tiếp tục giảm mạnh khoảng 1.500 đồng một lít. Bộ Công Thương cho biết, để tránh rủi ro về mặt pháp lý, tránh xảy ra khiếu kiện và đền bù cho các nhà đầu tư, Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục phát triển các dự án điện mặt trời đã được chấp thuận nhà đầu tư, bao gồm cả những dự án đã hoàn thành thi công trong giai đoạn đến năm 2030 với tổng công suất 2.428,42 MW. Với các dự án điện mặt trời chưa được chấp thuận nhà đầu tư với tổng công suất 4.136,25 MW, có thể xem xét giãn sang giai đoạn sau năm 2030 để đảm bảo tỷ lệ hợp lý của các nguồn điện năng lượng tái tạo trong hệ thống. Theo Bộ Công Thương, nếu đưa vào giai đoạn trước năm 2030 sẽ làm cho tỷ lệ năng lượng tái tạo trong hệ thống tăng cao khoảng 26% tổng công suất toàn hệ thống, ảnh hưởng đến khả năng vận hành an toàn, tin cậy của hệ thống điện và ảnh hưởng đến vận hành kinh tế các nguồn thủy điện, nhiệt điện và bao tiêu khí hiện có. Trong thời gian đến năm 2030, nếu điều kiện kỹ thuật của hệ thống điện quốc gia tốt hơn, có thêm các công cụ để điều hành, đảm bảo hấp thụ mức độ cao hơn điện mặt trời và vận hành an toàn, kinh tế các nguồn điện trong hệ thống hoặc có nhiều nguồn điện chậm tiến độ, phải có giải pháp thay thế. Bộ Công Thương sẽ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán, kiểm tra và báo cáo Chính phủ. Bộ Tài chính cho biết luật thuế giá trị gia tăng quy định có 3 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%. Theo quy định của luật thuế giá trị gia tăng hiện hành, mặt hàng điện không phân biệt điện sinh hoạt hay điện kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%. Thuế giá trị gia tăng thu theo hàng hóa dịch vụ không phân biệt đối tượng, mục đích sử dụng hàng hóa dịch vụ. Luật thuế giá trị gia tăng không có quy định về việc miễn giảm thuế giá trị gia tăng. Do đó, hộ cá nhân khi sử dụng điện để phục vụ cho sinh hoạt hay để kinh doanh đều thực hiện mức thuế giá trị gia tăng theo mức thuế suất quy định. Mới đây, cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã có kiến nghị với Bộ Tài chính về việc xem xét không tính thuế giá trị gia tăng đối với hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt, mà chỉ nên tính thuế giá trị gia tăng đối với hộ sử dụng điện kinh doanh. Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thuế, tính từ năm 2018 đến ngày 29 tháng 6 năm 2022, số thu đối với hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay thuế nhà đầu tư đã đạt 5.432 tỷ đồng. Tốc độ thu bình quân đạt 130%, số thu trung bình đạt khoảng 1.200 tỷ đồng một năm. Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm 2022, con số của nhóm này đạt gần 760 tỷ đồng, bằng 48% số thu năm 2021. Fitch Ratings cho biết, tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam rất nhanh những năm gần đây, đòi hỏi các quy mô vốn của các ngân hàng cũng phải mở rộng, đảm bảo các tỷ lệ về an toàn. Nếu việc tăng vốn được thực hiện đúng kế hoạch, thứ tự về quy mô vốn của các ngân hàng trên thị trường sẽ có sự xáo trộn. Bức tranh hoạt động của các ngân hàng vì thế cũng sẽ có nhiều thay đổi. Nếu như kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được các ngân hàng thực hiện thành công, ước tính vốn điều lệ của toàn hệ thống trong năm 2022 sẽ được bổ sung thêm khoảng hơn 100.000 tỷ đồng. Fitch Ratings cũng cho rằng quy mô vốn của các ngân hàng Việt Nam có thể tăng thêm khoảng 10,7 tỷ đô la Mỹ trong 2 đến 3 năm tới để đạt các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tính đến ngày 30 tháng 6 đã tăng 9,35% so với cuối năm 2021, cao hơn nhiều so với mức tăng 6,47% cùng kỳ năm trước. Với mức tăng trưởng tín dụng mạnh, hầu hết ngân hàng đều đã hết hạn mức tín dụng được phân bổ, trong khi Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa cấp thêm room. Theo giới phân tích, trước áp lực lạm phát và tỷ giá leo thang, Ngân hàng Nhà nước sẽ rất cẩn trọng trong việc cấp thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng. Quan điểm điều hành của Ngân hàng Nhà nước nhìn chung vẫn tương đối thận trọng, trước áp lực lạm phát cũng như áp lực mất giá của đồng Việt Nam. Tỷ giá đô la Mỹ niêm yết tại các ngân hàng thương mại hay giá các ngoại tệ mạnh khác giao dịch như thế nào trong phiên ngày hôm nay? Sau đây là thông tin chi tiết.
Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm, giá mua vào dao động từ 23.250 tới 23.300 đồng một đô la Mỹ, giá bán ra dao động từ 23.530 tới 23.570 đồng một đô la Mỹ. Mời quý vị cùng đến với những thông tin trên hai sàn chứng khoán trong nước kết phiên giao dịch chiều nay. Theo các chuyên gia của HSBC Việt Nam, thị trường chứng khoán trong 6 tháng đầu năm có nhiều biến động sau một loạt vụ bắt giữ đối với một số doanh nghiệp lớn đã gây ra tác động tiêu cực lên tâm lý thị trường. Tuy nhiên, xét về tăng trưởng và lợi nhuận, Việt Nam vẫn đang trên đà thắng lợi, thanh khoản cao thứ hai trong khu vực ASEAN, chỉ sau Thái Lan. Việt Nam cũng đang nỗ lực hết sức để cải tổ thị trường chứng khoán và tiệm cận hơn với những tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức xếp hạng STSE đã đưa ra... Các chuyên gia cho rằng, với nỗ lực thúc đẩy tính minh bạch và phát triển thị trường vốn Việt Nam trong thời gian gần đây, cũng như sáng kiến để đáp ứng tiêu chí của thị trường mới nổi, sẽ giúp thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường lên mới nổi. Tiếp theo chương trình là phần tổng hợp ba kênh đầu tư tiền tệ, năng lượng và vàng. Đồng bạc xanh liên tục sụt giảm sau thông tin các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đang xem xét tăng lãi suất lên 50 điểm cơ bản, cao hơn dự kiến trước đó để kiềm chế lạm phát cao kỷ lục. Đồng thời, kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất lên 100 điểm cơ bản từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tháng này cũng giảm, đã góp phần làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Trong khi đó, đồng euro đang được ủng hộ bởi triển vọng đối với chính sách tiền tệ xuyên Đại Tây Dương, đưa đồng tiền này phục hồi xa hơn so với mức dưới ngang giá đô la Mỹ như giữa tuần trước. Ngoài ra, những lo ngại liên tục về nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên và tác động đến nền kinh tế của nó có thể ảnh hưởng đến việc đưa ra chính sách sắp tới của ECB. Chỉ số US Dollar Index giảm xuống còn 106,58 điểm, giảm gần 1 điểm so với ngày hôm qua. Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào ngày thứ Tư, chịu áp lực bởi những nỗ lực của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu nhằm kiềm chế lạm phát và dự trữ dầu thô của Mỹ tăng trước dự kiến khi nhu cầu sản phẩm suy yếu. Giá dầu thô Brent giảm 39 cent tương đương 0,5% xuống 106,96 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ giảm 62 cent xuống 103,60 đô la Mỹ một thùng. Vàng đã ít thay đổi vào ngày thứ Tư vì đã không tận dụng được tối đa sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ do nhu cầu về vàng thỏi bị hạn chế trong bối cảnh triển vọng của các chính sách tiền tệ tích cực và lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng. Giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 1.711 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,1% xuống 1.708,80 đô la Mỹ một ounce. Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng giá dầu thô trên thị trường thế giới sẽ tăng vọt nếu các quốc gia phương Tây áp giá trần đối với mặt hàng dầu mỏ của nước này.
Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ tại Tehran, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định động thái áp giá trần sẽ gây kết cục tương tự đối với phương Tây khi nhiều quốc gia ở châu Âu còn phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga, điển hình là Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực. Theo nhà lãnh đạo Nga, ý tưởng hạn chế về khối lượng dầu và giá dầu của Nga đều là tính toán sai lầm và những điều tương tự đang xảy ra với khí đốt cũng vậy. Mỹ là quốc gia đầu tiên kêu gọi áp dụng cơ chế nhằm giới hạn mức giá thanh toán cho dầu mỏ nhập khẩu từ Nga. Cơ chế này gắn với dịch vụ tài chính, bảo hiểm và vận chuyển dầu bằng đường biển với mức trần giá dầu mỏ Nga. Trước đó, các quan chức nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã nhất trí nghiên cứu việc áp giá trần đối với dầu mỏ và khí đốt nhập khẩu từ Nga. Ngày 19 tháng 7, hai nguồn thạo tin cho biết dòng khí đốt Nga cung cấp qua tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 1 sẽ được nối lại đúng lịch trình vào ngày 21 tháng 7. Tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 1 cung cấp hơn 1/3 lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Nga sang Liên minh châu EU đã bị tạm dừng trong 10 ngày để bảo trì thường niên từ ngày 11 tháng 7. Theo các nguồn giấu tên thạo tin, tuyến đường ống này dự kiến sẽ hoạt động trở lại đúng thời hạn nhưng với lưu lượng thấp hơn mức khoảng 130 triệu mét khối một ngày, tương đương khoảng 40% công suất. Trước đó, Canada đã gửi tuốc bin đến Đức bằng máy bay vào ngày 17 tháng 7 sau khi hoàn tất việc sửa chữa. Có thông tin cho rằng tuốc bin không có khả năng được lắp đặt lại vào ngày 21 tháng 7. Tuy nhiên, Gazprom chưa đưa ra phản hồi về vấn đề trên. Trong khuôn khổ chuyến thăm đến Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định phương Tây cần dỡ bỏ những hạn chế đối với xuất khẩu ngũ cốc của Nga. Phát biểu họp báo sau hội nghị thượng đỉnh với những người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ở Tehran, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ tạo điều kiện thuận lợi để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine, song điều đó cần xuất phát từ thực tế rằng mọi hạn chế liên quan đến vận chuyển hàng không để xuất khẩu ngũ cốc của Nga phải được dỡ bỏ. Theo nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đến nay đã dỡ bỏ hạn chế đối với nguồn cung phân bón của Nga cho các thị trường thế giới và nếu thực sự muốn cải thiện tình hình tại các thị trường lương thực quốc tế, cần phải thực hiện điều tương tự với nguồn cung ngũ cốc xuất khẩu của Nga. Giá ngũ cốc ở châu Phi đã tăng vọt thời gian qua do hạn chế xuất khẩu từ Ukraine, nêu bật tác động từ cuộc xung đột và biến đổi khí hậu cũng như gây ra lo ngại về tình trạng bất ổn xã hội. Theo một thành viên thuộc phái đoàn Nga tham dự đàm phán với Ukraine, Moscow sẽ đưa ra các điều kiện khó khăn hơn cả về thực chất và thời gian nếu các cuộc đàm phán với Kiev được nối lại. Thành viên của phái đoàn Nga tham dự đàm phán với Ukraine cho biết, kể từ ngày 19 tháng 7, nếu quá trình đàm phán được nối lại, các điều kiện từ phía Moscow sẽ khó khăn hơn cả về phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, khó khăn hơn về thực chất và thời gian thực hiện, bởi lẽ cho đến nay quan chức của Kiev không hề tỏ ra sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán. Trước đó, phụ tá Điện Kremlin nói rằng Moscow không nhận thấy bất kỳ lợi ích nào từ phía Kiev và phương Tây trong việc nối lại các cuộc đàm phán Nga-Ukraine, nhưng cảnh báo rằng các điều kiện cho các cuộc tiếp xúc như vậy đã khác, đồng thời cũng nhắc lại rằng các cuộc đàm phán Nga-Ukraine đã bị gián đoạn sau thỏa thuận chính liên quan đến các thỏa thuận Istanbul. Ngày 19 tháng 7, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo lệnh cấm vận khí đốt Nga sẽ dẫn đến tình trạng suy thoái nghiêm trọng ở Đông Âu và Italy nếu các nước trên thế giới tích trữ nguồn cung khan hiếm của riêng mình. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo rằng trừ khi khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG được chia sẻ và được kiểm soát, thì mọi hành động của Nga nhằm ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu sẽ khiến kinh tế suy giảm hơn 5% trong năm tới ở Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia và Italy. Trước đó một ngày, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã thông báo cho khách hàng ở châu Âu rằng tập đoàn này không thể đảm bảo nguồn cung khí đốt do những tình huống bất thường, làm gia tăng lo ngại ở châu Âu rằng Moscow có thể không khởi động lại đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 vào ngày 21 tháng 7. Ủy ban 1922, cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo đảng bảo thủ của Anh, đã công bố kết quả vòng bỏ phiếu thứ tư với 3 ứng cử viên cuối cùng được xướng tên. Theo đó, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak tiếp tục dẫn đầu. Chủ tịch Ủy ban 1922 đã công bố tên 3 ứng cử viên có số phiếu cao nhất trong vòng bỏ phiếu thứ tư nhằm tìm ra người kế nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson. Theo đó, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak giành được nhiều phiếu nhất với 118 phiếu, trong khi bà Penny Mordaunt giành được 92 phiếu. Và cuối cùng là Ngoại trưởng Liz Truss với 86 phiếu. Ứng cử viên giành được ít phiếu nhất là nghị sĩ Kemi Badenoch, 59 phiếu, đã bị loại. Với kết quả này, ông Sunak sẽ chỉ cần nhận thêm một phiếu bầu nữa là chắc chắn sẽ vào vòng phiếu cuối cùng lựa chọn hai ứng viên để đưa ra bỏ phiếu trước toàn đảng bảo thủ. Trong khi đó, bà Mordaunt và bà Truss sẽ phải tích cực vận động sự ủng hộ của số nghị sĩ đã bỏ phiếu cho bà Badenoch. Kết quả bỏ phiếu bầu hai ứng cử viên cuối cùng sẽ được công bố vào tối 20 tháng 7 theo giờ địa phương. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tâm Chấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.